ông Tập Cận Bình gọi ông Donald Trump là bạn giữa tâm bão thương chiến căng thẳng. Trong ngày cuối cùng thăm Nga và phát biểu tại diễn đàn kinh tế Petersburg, ông Tập Cận Bình, ngày 7 tháng 6 đã đưa ra một số nhận định về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Thật khó tưởng tượng việc Mỹ cắt đứt hoàn toàn với Trung Quốc, hoặc Trung Quốc cắt đứt với Mỹ. Chúng tôi không hứng thú với điều này và các đối tác Mỹ của chúng tôi cũng như vậy. Tổng thống Trump là bạn tôi và tôi tin rằng ông ấy cũng không mong muốn vậy, Reuters dẫn phát biểu của ông Tập đưa tin. Trước đó, khi được hỏi về cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ vẫn ủng hộ nhiệt liệt toàn cầu hóa. Ông cho rằng hợp tác toàn cầu vẫn đang là xu hướng và khó có thể bị ảnh hưởng bởi tranh cãi liên quan tới các điều khoản thương mại. Đó chỉ là một phần nhỏ của một con sóng lớn, sẽ mang lại những thay đổi nhỏ nhưng sẽ không thể dừng quá trình toàn cầu hóa nói chung, ông Tập nhận định. Chủ tịch Trung Quốc nói rằng các hệ thống và tổ chức toàn cầu cần sự cải tiến, nhưng không cần thiết phải đại tu quy mô lớn. Ngày 5 tháng 6, ông Tập đã gọi ông Putin là người bạn tốt nhất. Trong 6 năm qua, chúng tôi đã gặp nhau gần 30 lần. Nga là nước tôi thăm nhiều nhất, và ông Putin là người bạn và đồng nghiệp tốt nhất của tôi, ông Tập nói. Theo CNBC, Nga và Trung Quốc dường như đang có xu hướng xích lại gần nhau hơn, khi cả hai cùng đối mặt với những động thái cứng rắn về mặt chính trị và kinh tế từ Mỹ. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm 6 tháng 6 đã cảnh báo rằng ông sẽ quyết định có áp thuế 325 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa hay không sau hội nghị thượng đỉnh G20. Sự kiện này dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào tháng này và hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung kỳ vọng sẽ gặp mặt nhau để thương lượng hướng đi cho cuộc chiến thương mại. Đức Hoàng, theo CNBC, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.